không hút thuốc, không cờ bạc, biết nấu ăn, biết lắng nghe, không gia trưởng, biết người biết ta lắm. Hay quá. Và trọng nghĩa khinh tài. Thích cái đó, sống với tình cảm, nặng tình cảm. 60-70 tuổi hay 80 tuổi mà phụ nữ mà lớn tuổi thì không được, phụ nữ trẻ thì vẫn sánh được. Chứ có em mà sinh hết được rồi đó. Em có mong muốn sẽ có một đứa con không? Ba mẹ thì mất rồi đó, thì nhà bây giờ có cái nhà nhỏ, có một trái tim vàng thôi. Giờ thêm đang kiếm một trái tim vàng á, anh dễ nuôi lắm. Bữa cơm miếng tổ hú là xong, anh không quan trọng về miếng ăn. Xin mời nhà gái. Bây giờ là sự xuất hiện của nhà trai. Xin mời. Ôi, bên nhà gái tôi bấn loạn hết luôn nè. Chào anh, tiếng kèn nó già diết ha. Này hơi khớp bị vấp. Nồng nàn, bị vấp, bị vấp nốt. Không sao, chúc mình thổi lại. Ở nhà thì nhuyễn lắm. Dạ. Mà lên đây thì vấp quá. Xin chào anh Linh, xin chào chị Hồng Vân. Linh vẫn đẹp như xưa. Dạ. Xin chào người đẹp kế bên. Và xin chào quý vị. Dạ. Anh tên là gì? Em tên là Quý Văn Đại. Dạ. Năm nay 57 mùa xuân. Em ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Nghề nghiệp thì làm bảo vệ. Nhưng bảo vệ mà thổi kèn nồng nàn quá nha. Thì mình thích chơi văn nghệ. Trời ơi anh ơi, nghe tiếng kèn của anh là phải chạy qua đây là ngó mặt nhà trai trước. Hôm nay bị vấp rồi. Vấp nhưng mà vẫn nồng nàn say đắm. Bên đây nhà gái là thổn thức nè. Sao nè, bây giờ cô gái bên đây giới thiệu về mình đi. Xin chào hai MC. Xin chào khán giả. Chào em. Em tên Phan Thị Mỹ Tiên, 43 tuổi, ở quê ở Cà Mau, mua bán ở Cà Mau luôn. Em bán gấu bông. Bán gấu trời bông ơi hả? Nai quá nai vậy đó hả? Bây giờ em nói cho anh Đại anh nghe cái cảm xúc của em khi mà em nghe cái tiếng kèn coi. Nghe cũng vui. Kèn nó nồng nàn quá, quá. Người đẹp cái bên nghe thì tiếng kèn thì khi không quen. Dạ. Thôi giờ mình em hát đi. Ủa, hát trả lời. Rồi, hát luôn. Lấy là cái nốt nhạc bây giờ hát lời. Dạ, hát rồi. Luôn hát ha. Luôn. Dạ. Hát luôn ha. 2, 3. Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em, anh đi tìm mùa xuân trên đời, mùa đông chết đi rồi mùa xuân, mắt em đẹp trời sao, cho mình thương nhớ nhau. Mắt em đẹp trời sao, cho mình thương nhớ nhau. Hơi sốt. Nhà gái cho nhà trai biết điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em biết nấu ăn, mua bán giỏi. Điểm yếu thì hơi quên. Nhưng mà cái cửa hàng mình ngon lành không? Có dạ. Khá thu nhập ngon lành không? Dạ ngon. Cái chợ đêm á. Chợ đêm đúng chợ không? Đêm, dạ. Rồi ngon rồi, vậy là quá ngon rồi. Còn anh? Điểm mạnh của em là không hút thuốc, không cờ bạc, biết nấu ăn, biết lắng nghe, không gia trưởng, biết người biết ta lắm. Hay quá. Và trọng nghĩa khinh tài. Thích cái đó, sống với tình cảm, nặng tình cảm, biết lắng nghe. Dạ đúng rồi. Nên không thể nào mình đưa cái mình ý kiến mình ra được. Có gia đình hay như thế nào chưa? Về gia đình thì mới ly hôn. Mới đình thì 16 năm rồi. Mà lý do mình... Lý do là dầm cái về tiền bạc, sống không trung thực. Không. Anh có mấy người con rồi? Có một đứa con thôi, lớn 16 ra. Tuổi. Trai hay gái anh? Trai. Rồi, bên đây nè, mình nè. Mình nói về mối tình của mình coi nè. Em có một lần đò, không có con. Mình sống bao lâu thì mình chia tay? Dạ, 8 năm. 8 năm, lý do? Lý do nhậu quá. Rồi là chủ động, em chủ động chia tay luôn. Dạ. Bây giờ nè, anh đi muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cái người đó phải ra sao? Bây giờ mình cần cái người là cái tính tình là hòa đồng, tế nhị. Dạ. Và sống chân thật. Nên thôi yêu cầu như đó thôi.
Dạ. Đơn giản như thế con đàn gái. À, em muốn cái người tình của em là người chồng của em là biết lo gia đình, lo cuộc sống, không có cuộc sống ổn định. Em cũng không có gia trưởng. Dạ không thích nhậu. Không thích nhậu ngán rồi đúng không? Không có luôn, anh cũng không có luôn. Không, có chứ. Một hai lon thôi. À, mà sao? Giờ này bỏ lâu quá rồi. Tại vì đúng rồi nói là nhậu thì cũng có bạn hiền. Bây giờ mình cái sự mình xảy ra mình buồn á. Mà cái tính của anh hay nè, bạn lắm đây nè. Bây giờ em đang nhậu 5 lon kêu uống lon. Không lệ thuộc, bạn lắm lắm. Giờ hút thuốc kêu hút thuốc là hút thuốc. Em hơn người ta là chỗ đó. Hơn người ta là chỗ bạn lắm đó. Tại vì mình mê hát lắm. À. Thầy nói chứ muốn hát hay là không hút thuốc thì bỏ liền. Bỏ cái là xong luôn. Cứ sợ là ôi hút vô hát không hay, thế là bỏ thuốc tới giờ luôn. À, vậy là được rồi. Anh ơi, nhưng mà bây giờ á, nếu mà lấy vợ nữa thì anh có muốn có con không? Cũng tùy thuộc thôi, phụ nữ chứ. Không có, phụ nữ đàn ông. Tại vì người ta nói là ông lớn tuổi, giờ có 60-70 tuổi hay 80 tuổi mà phụ nữ mà lớn tuổi thì không được, phụ nữ trẻ thì vẫn sanh được. Dạ, yeah. Chứ có em mà sinh hết được rồi đó. Em có mong muốn sẽ có một đứa con không? Nếu có thì cũng được. Cái tuổi của em vẫn còn sanh bình thường. Dạ. Yeah. Em gái đi với ai vậy? Dạ, em đi với em trai. À, lời đầu tiên cho em xin nói là em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào em. Chào nhà trai. Rồi như thì giờ em thì cũng vậy, nhưng nghe nói thì nãy giờ em cũng được, không sao hết. Như giờ anh chị sẽ chọn bấm nút cho là được hai người được sống nhau là được rồi. Rồi đơn giản vậy ha. Cảm ơn em trai. Còn anh đi với ai? Mình đi của mình thôi. Rồi được rồi. Ủa? Mở rào đi. Mở rào rồi. Mở rào. Nhiệm vụ của anh đó nha anh trai. Nhiệm vụ của anh đó. Chào em. Anh có món quà tặng em. Hộp quà. Dạ em có cái tiền tặng. Cảm ơn em. Em biết sao mà trên đường đi đó anh cứ suy nghĩ về em á. Chạy hoài riết có quên tập chuyện mua ông luôn. Ở nhà này nhớ mâm. Bánh thì mua hên quá mua qua. Có hộp thì mua qua. Cái đi đường cái nhớ kiếm bông hồi cái nghĩ tới em hồi chạy tới đây luôn. Quên luôn ha. Lúc mà gửi xe nó chết cha. Thấy tao có bông mình nó không có bông. Nhưng mà trong đây là gì? Trong này là gì anh? Cái bông. Em bà thiệt. Hộp bánh. Choco pie. Anh thấy chị hát đi. Giao lưu cho nó vui vui nào. Dù cho mưa anh xin đưa em đến cuối cuộc đời, dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió lạnh đầy, có tuyết buồn lầy, có lá buồn ngày, dù sao đi nữa anh vẫn yêu thương em. Dù sao đi nữa anh vẫn yêu thương em. Thôi chị hát lại hết quá, hết quá. Sao nhà hát hay ghê mà sao đi hát dở quá. Ở nhà hát ngọt lắm. Nên nó rung được mà. Được. Hát tặng anh đi. Anh đến quê em đất biển Cà Mau, biển xanh bao la, cánh đồng muối trắng. Cái gì quên rồi. Hay. Hay nhưng mà giọng này hay à nghe. Hay giọng hay. Đúng rồi. Em thích hát hả? Em mốt về nên anh giờ cho thì anh học nhạc không biết mà. Đó. Sao giờ nếu nói như em mới xuống Cà Mau á thì anh cũng xuống được, thì anh có người bạn ở dưới, người thân quen ở dưới Cần Thơ đó. Một tháng anh xuống được mấy lần? Một tháng á. Bây giờ mình nói một tháng mấy lần đó thì cũng khó nói, vì đi làm anh, giờ anh làm công tác bảo vệ đó. Ngày làm ngày nghỉ. Mà nếu mà nghỉ một ngày là phải làm 3 ngày. Vậy hơi bị khó ha. Hơi bị khó, còn tháng hè, tháng Tết là được phép. Ủa mà rồi. Cái khu của em ở có phức tạp không? Không, ngay chợ trung tâm là. Anh, em có thích võ thuật không? Thích võ thuật để bảo vệ mình không? Anh là người dạy võ đó. Em gửi hồ sơ cho tổ chức được mà. Ừ. Tháo gỡ nhẹ nhàng, bất cứ ai mà đụng chạm tới mình là văng ra hết. Nói có sách và có chứng liền luôn. Giờ thử với dạ dạ đúng rồi. Không ai mà thử với đây. Quên tên. Nhớ tên gì. Anh làm vài đường. Tên gì quên rồi. Tên gì quên rồi. Chết cha mới quên tên rồi. Hả em tên gì anh quên tên. Em tên Tiên. Tiên hả? Anh tên gì em cũng quên luôn rồi. Quên luôn. Không sao. Anh nói tên anh đi. Anh nói tên anh đi. Anh tên Đại. Em đứng lên đi. Sao buổi giờ nó phức tạp. Nhiều khi chặn đường xin tiền này cái. Ví dụ người ta nắm tay. Đó em mở anh sao? Giờ đó anh nắm em mở anh sao? Không thể nào được.
Nó dày xuống người ta cũng đi theo dày xuống. Chắc không biết đâu hả? Dạ, suy nghĩ xíu đi. Ông suy nghĩ giải thích luôn đi. Giải thích luôn, luôn chỉ luôn. Rất đơn giản thôi. Mình phải nhu nhẹ nhàng, mình nắm. Nếu mình gồng á, mình nắm đây, nắm chắc cho đi. Mình gồng đó là mình tự là điểm tựa cho người ta rồi. Thành cái cây chúng ta cựa rồi. Anh như em ha, em gồng thì nó cây mới anh thả lỏng. Thì đâu còn cái gì đâu. Đó là thôi. Còn mình tháo mở nè, nắm tay nè, nắm chắc cho. Chỉ cần như là xoay nè. Xoay vô nè. À đó, xoay thử xoay coi. Anh thấy không? Thấy khác liền không? Đó. Dạ, còn nếu thôi. Mà trường hợp nữa, nắm áo, nhưng sao mình gỡ? Rất đơn giản thôi. Để em nắm. Rồi mình bước ngang qua đây. Bình thường đó, vậy là thế mà đủ sức. Lấy cái tay này để đây nè. Để thẳng ra là thôi, đứng lên tại chỗ không cách nào tới thế. Là la lên là cú là đứng chỗ là địch thủ là đứng một chỗ đây này nè. Dạ. Thôi mai mốt vậy chi anh về anh bảo vệ bả luôn đi. Thì nói về con cái thì không phải là mình không muốn có, nhưng mà mình cứ để cái kinh tế cái đã. Kinh tế là chứ cái chính chứ, không có nhiều phải có ít. Không có là không được. Còn mà phần mà thăm hỏi thì chắc anh phải xuống em rồi. Tại vừa rồi anh cũng đi xuống Cần Thơ chơi, xuống Cờ Đỏ chơi. Đó. Anh đi xe bằng xe Honda chứ anh không có xe hơi. Nha. Yeah. Ủa, chị gái có muốn lên thành phố Hồ Chí Minh không? Nếu lấy nhau mà lên chợn có công việc làm thì cũng được. Mà giờ em ở dưới em cũng làm nữa. Cũng mua bán nữa. Trên đây em biết là em làm gì giờ? Đúng rồi, em có nghề buôn bán. Tại chỗ đó quen thì em cứ buôn bán đi đó thôi. Không sao, có chuyện ở sao. Bây giờ anh thì giờ anh em thì có 20 người thôi. Ba mẹ thì mất rồi. Đó, thì nhà bây giờ có cái nhà nhỏ. Có một trái tim vàng thôi. Giờ thêm đang kiếm một trái tim vàng á. Anh dễ nuôi lắm. Bữa cơm miếng tổ hũ là xong. Anh không quan trọng về miếng ăn. Cái quan trọng là sống thật với nhau. Lương tháng anh được nhiều. Mình đi rồi. Lương như nước anh bây giờ nó em có lương có 7-8 triệu à. Nếu mà cưới nhau thì ở đâu cũng được hay sao? Thì ở đâu cũng được thôi. Anh lên Sài Gòn được không? Sài Gòn được thì ở với anh ở cái nhà ở Sài Gòn. Rồi bây giờ anh chị đến đứng nắm tay nhau đi, truyền cảm xúc với nhau đó. Coi hai người nói thẳng là có nên cho nhau cơ hội hay đúng không? Rồi. Thì anh thấy anh sao, thấy em sao? Thì em biết ấy, anh thì rất đơn giản thôi. Nếu mà em muốn cho cơ hội thì mình sẽ tìm hiểu thêm nữa. Thôi. Em hỏi là sau này anh có bảo bọc được cho em không? Bảo bọc thì giờ sống thì mình có gì anh ấy thôi, khả năng của anh có như đó thôi. Nếu mà ví dụ như em muốn ăn thịt cá thì nhường thịt em ăn, anh em anh trai. Anh nói rồi mà, anh không quan trọng về anh uống. Tiền bạc đó thiệt á cũng không quan trọng. Em biết quan trọng là gì không? Quan trọng là sức khỏe đó. Đúng rồi. Sức khỏe, vậy mình tập hoài, lúc nào đi hít mấy năm nay. Thật ra mình tập. Anh hít đất á hả? Có, vô phòng ghi mà mấy ông kia nói, ô ông tập ghê lắm này. Ông làm gì tập bự vậy đấy? Tôi hít ghế không à, lấy hai ghế bụ á, hít không á. Đâu anh hít cái cho tiên nó hết hồn đi anh. Hít hả? Tôi chừng tăng xong anh ơi. Trời ơi, ngon lành. Rồi anh, được rồi anh, thế quá đẹp luôn. Rồi. Còn nếu mà không không mất cỡ anh mở coi con ngực anh. Hết. Thôi được rồi anh, được rồi. Để tiên. Bà cũng báo em luôn là vừa rồi mình tập á, gan nhiễm mỡ hay gì đó, hết rồi. Không có đường huyết gì hết. Không muốn hỏi gì anh không? Như thế. Và anh nói em nghe nè, nếu ví dụ mà em mà đồng ý sống chung với anh á, không để em buồn. Anh là người biết sống. Giờ tiên nói cái cảm nhận của tiên về ảnh coi sao nè. Không biết nói gì giờ. Thôi giờ mình có duyên thì bấm, không có duyên thì cũng làm bạn. Vậy là hiểu rồi đó, là bấm được rồi đó. Để tao rút bấm đi anh chị. 1 2 3. Hết thời gian. Trời ơi, bấm một lượt luôn mới ghê chứ. Bấm mà bấm đồng điệu luôn á. Rồi nắm tay nhau đi. Bắt đầu mình hẹn hò có duyên đó. Á anh có duyên á. Được không? Đâu, hai người hôn nhau cái rồi cũng lớn rồi. Chứ là luôn. Em trai hả? Dạ đúng rồi. Xin phép. Đó thì xin phép chứ. Xin phép anh trai. Xin phép em hôn ha. Nhắc. Cảm ơn chương trình, cảm ơn anh chị. Tạm biệt khán giả. Ngại giao tiếp giữa đám đông với lại sợ ma. Kiểu như là biết yêu thương em nữa, phải yêu thương bản thân của mình. Có yêu cầu bé khỏe bé ngoan đồ không? Em dùng rượu bia là nó có cái mục đích. Cái thứ nhất là để khai thác đối phương. Trời ơi, người ta, em thì đô mạnh hơn. Nhưng mà với lại có một chút xíu ăn gian vô chút xíu. Khi mà ta say, người ta nói thật lắm. Trong công việc hay là trong hàng ngày á. Mời nhà gái.
Thôi mời nhà trai. Xin mời nhà gái giới thiệu về bản thân. Dạ, chào tất cả quý vị khán giả cùng với hai vị MC và bạn nam bên cạnh. Em tên là Nguyễn Thị Ánh Tuyết, hiện tại em là giáo viên tiểu học của một trường tư thục ở Bình Thạnh. À, giáo viên hay gì xuất hiện với một cái bộ áo dài nền nã, tôi thích quá à. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, mời nhà trai. Mời em trai giới thiệu về mình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đặng Phước Quý, hiện tại em đang làm việc ở phòng COD, nhân viên xuất nhập khẩu Logistics. Em hiện tại đang ở đường số 2 Đồng Văn Cống, thành phố Thủ Đức. Em quê ở đâu? Dạ, em quê ở Đồng Tháp. Em lên thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ, em vừa lên được 9 tháng. 9 tháng hả? Dạ. Em lên đây ở với ai? Dạ, em lên đây ở với chú em. À, chú em ở Thủ Đức luôn hả? Dạ. À, mình nói về ưu điểm với khuyết điểm của mình đi. Dạ, nói về ưu điểm của em thì theo mọi người nhận xét thì em có một số ưu điểm như là viết chữ đẹp. Đây là một trong những nghiệp vụ sư phạm của giáo viên tiểu học. Và em thích làm từ thiện. Hồi là sinh viên thì em có đi hiến máu nhân đạo cũng như là tham gia các câu lạc bộ dạy tình nguyện. Còn nói về khuyết điểm thì cũng có khá là nhiều. Ví dụ như là em khá là đam mê công việc nên là nhiều khi ít có thời gian dành cho bản thân của mình. Nên là thường thì một ngày 24 tiếng em dành hết hơn 20 tiếng để dành làm việc. Thời gian ngủ thì khá là ít. À, và đôi khi thì cũng nóng tính, nhưng mà nhờ làm nghề giáo viên nên cũng quản lý được cảm xúc của mình. Thật ra thì những cái khuyết điểm của em nó không có cái gì hết trơn á. Tại vì nhiều khi chưa có bồ á cho nên không có dành thời gian cho bản thân á. Tới hồi có bồ rồi là sẽ có nhiều thời gian cho bản thân hơn, đúng không? Dạ. Tập trung cho bồ nữa. Rồi, nhà trai, bên đây người ta dễ thương lắm đó nha. Ưu điểm khuyết điểm của mình nói cho bên kia nghe đi quý. Dạ, khuyết điểm của em là ngại giao tiếp giữa đám đông với lại sợ ma. Sợ ma hả? Dạ, nhưng mà em chưa biết mặt con ma ra như thế nào. Không thấy điều còn sợ hơn nữa. Thật ra không có ma đâu, đó là do mình ám ảnh thôi. Không có đâu, đừng có sợ nữa ha. Dạ. Anh nói thôi chứ anh còn sợ Chúa nữa. Dạ. Anh nói thôi chứ anh còn sợ Chúa nữa. Dạ. Rồi thí dụ giờ anh, thí dụ như em đi chơi với bạn gái, đi Đồng Tháp, về thăm quê em. Rồi lỡ chúng ta khuya chúng ta mới đi thăm nhà người thân gì đó. Lỡ khuya rồi em với bạn gái, em đưa bạn gái về, nắm tay bạn gái rồi gặp con ma rồi em bỏ bạn gái em chạy, hay là em nắm tay em giữ tay bạn gái không chạy? Đi hai mình thì chắc không sợ đâu. Phải không? Lúc đó thấy con ma hay là sợ ma bỏ quá luôn. Bỏ bạn gái chạy luôn. Dạ. Dạ luôn. Ông Mai hỏi cái này khó cho người ta quá à, tội nghiệp. Tại vì á, biết sao? Nó lâm vào trường hợp của anh Linh rồi. Bởi vì xưa lâu lắm rồi, xưa anh có một lần học lớp 12, 11 á, là anh có để ý một cái cô gái ở xóm bên kia. Xong rồi lúc đi học về, đưa cô ấy về tới nhà lúc 5 giờ mấy, đứng nói chuyện xong tới 6 giờ rưỡi bắt đầu cái cổ đưa anh ngược về nhà. Cổ đưa anh về tới nửa đường thôi, cổ không đưa nữa. Thế là đang chưa tới nửa đường á, là mình thấy có gì nghe rét rét chạy qua kia, bỏ cổ mình chạy mất tiêu. Bỏ cổ mình chạy mất tiêu. Đó, kiểu vậy đó. Dạ. Là cô giận mình luôn. Dạ. Không chơi với mình luôn. Dạ. Là do mình sợ ma đó. Ta dạ. Tập quen với ma đi em. Em về em coi phim ma nhiều đi em quen à. Có một cái tật xấu gì không? Dạ em không có. Không có. Uống rượu có không? Dạ có, uống bia. Uống lầy không? Dạ không. Ờ vậy được. Bây giờ nói chút xíu về đường tình duyên đi quý. Dạ em có hai mối tình. Hai mối. Mối tình thứ nhất là năm em vừa tốt nghiệp trung học phổ thông. Mối tình thứ hai thì cách đây khoảng 11 tháng. Cái mối tình nó quen bao lâu? Tầm khoảng 7 tháng. Rồi sao chia tay? Dạ do lứa tuổi, hai bên lứa tuổi nó bị chênh lệch với lại cách sống khác nhau nên... Chênh lệch nhiêu tuổi? Dạ em thua bạn gái đó 7 tuổi. Em thua có 7 tuổi hả? Dạ. Bên kia hai mấy tuổi quên rồi? Dạ, năm nay em 25 tuổi. Quý nhiêu? Dạ em 27. Sinh rồi vậy được, chúng tới 7 tuổi nha. Đường tình duyên ta trắc trở vậy đó. Quen có 7 tháng thôi. Là mối tình dài nhất rồi đó. À, còn bạn gái của mình bao nhiêu mối tình rồi? Em chưa có quen bạn nào hết đó chị. Chưa có mối tình nào luôn. Ta học xong tới hết lớp 12 rồi học sư phạm. Dạ, là cũng rồi. Hết thời gian rồi, rồi đi làm là rất là yêu công việc cho nên đâu có thời gian đâu. Dạ đúng rồi. Vậy thì em bây giờ muốn tìm người yêu thế nào hả em gái? Em chỉ cần tìm một người yêu là đầu tiên là phải có đạo đức, biết tôn trọng ông bà cha mẹ, kiểu như là biết yêu thương em nữa, và yêu thương bản thân của mình.
có yêu cầu bé khỏe bé ngoan đồ không? Có yêu cầu bé khỏe bé ngoan đồ không? Nói về ngoại hình thì chỉ cần anh ấy cao hơn em thì khoảng 1m7. Em nghe nó không hút thuốc lá là thích rồi chị. Nói chung là những nhu cầu của cô gái bên này cũng rất là đáng yêu, dễ thương và dễ đáp ứng. Chào em. Dạ chào chị. Chị thấy về ngoại hình là có thể đáp ứng được cho em rồi. Ngon lắm. Ngon lắm. Cái hình mẫu lý tưởng về người bạn gái của em là gì? Em thích người bạn gái là mẫu truyền thống. Trời ơi, giáo viên là truyền thống. Dạ. Truyền thống lắm, mặc cái bộ trang phục bước ra một cái là thấy truyền thống rồi. Tại em thích hướng nội và truyền thống. Tại vì em gốc miền Tây nên em thích phụ nữ nó truyền thống hơn, chứ không có đầu xanh đầu đỏ, xăm mình lè lè cái này kia. Nhưng mà xăm hình nhỏ nhỏ được không? Dạ, em không, gia đình với lại em hồi nào giờ không có cái cách nhìn tốt về cái đó. Để hỏi cô giáo, có hình xăm nào không? Cô giáo có hình xăm nào không cưng? Dạ, ba em cũng rất là khó tính nên hồi lúc em có nhuộm tóc nhưng mà ba kêu là đi nhuộm lại. Em để dài rồi em cắt nó đen lại. Còn hình xăm thì cũng không dám xăm cái nào hết. Nó trời ơi, quá trời truyền thống rồi. Vậy là hai người truyền thống gặp nhau rồi đó. Đúng rồi. Còn gì khó hơn nữa không? Có đòi hỏi nấu ăn được không? Dạ không, đó em làm được. Rồi, quá ngon. Nhà có anh trai không? Dạ không. Ừ, tưởng có gả cho chị Lan chứ chị Lan đáp ứng đủ nhu cầu nữa. Rồi, đến qua anh xem nhà gái sao. À, chào em gái. Dạ, chào chú Nguyên Linh. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em ghét nhất cái tật xấu gì của đàn ông? Dạ, là đánh vợ. Đánh vợ? Này căng rồi nha. Không ai thích cái điều đó hết trơn á. Sao? Mình thấy là mỗi lần mà mình nổi nóng lên là mình có thường cắn tay, hạ cắn chân không? Dạ, phụ nữ là để yêu thương rồi. Rồi. Nói là phải giữ nha. Còn rồi. Gì không thích nữa? Dạ, không biết là anh ấy uống rượu xong anh đó đi ngủ hay là anh ấy uống bia xong thì anh ấy có nói gì không? Sao? Có không? Dạ, khi mỗi mà... Mỗi lần mình xỉn đó là mình sao? Nhớ dạ. Không? Dạ nhớ. Em dùng rượu bia là nó có cái mục đích. Cái thứ nhất là để khai thác đối phương. Trời khi ơi, người ta, người ta em thì đô mạnh hơn. Nhưng mà với lại có một chút xíu ăn gian vô chút xíu. Khi mà ta say người ta nói thật lắm. Trong công việc hay là trong hàng ngày để mình tiếp thu. Rồi thì đừng lo nữa em gái. Sau chương trình này sao không ai đi nhậu với nó nữa? Sao vậy? Khai thác. Đúng rồi. Chết rồi, khai trên đây là dại rồi. Yên tâm. Chết. Rồi yên tâm, chuyện nhậu là không có gì rồi ha. Dạ. Yêu cầu thì hai bên đó bàn bạc hết rồi. Bây giờ vấn đề là mình gặp nhau để thấy thế nào thôi. Em gái đi với ai? Dạ, đi với hai em gái ở dưới. Hai em ruột nè, đúng không? À, con xin chào chú Huyền Linh và chị Ngọc Lan. À, và chào các khán giả đang có mặt ở trường quay ạ. Đến với chương trình hôm nay thì em cũng xin gửi lời chào đến anh trai ở đây ạ. Em cũng có một vài lời muốn nhắn nhủ với anh, đó là chị hai em thì rất là tình cảm và giống như là rất là thật lòng. Mỗi khi mà dành tình cảm cho ai thì cũng rất là thật lòng. Nhưng mà bên cạnh đó thì chị hai em cũng có một cái tính đó là hơi bướng bỉnh một chút xíu. Em chỉ hy vọng là tìm được một anh trai có thể là thấu hiểu và bao dung cho cái sự bướng bỉnh đó của chị hai em thôi. Chị hai ơi, em thấy anh trai bên này thì về ngoại hình thì có thể là phù hợp với chị hai rồi. Còn về tính cách thì em nghĩ là bây giờ mình chưa có thể đưa ra một cái nhận định nào cả. Cho nên là em vẫn hy vọng là hai anh chị có thể cho nhau một cái cơ hội để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Nếu được thì mình có thể cùng nhau bước xa hơn à. Dạ, cảm ơn. Chị Tư, ý kiến chị Tư sao nè? Chị con thấy là anh trai chững chạc, trưởng thành, nói chuyện cũng tình cảm. Con thấy anh và chị cũng có một vài nét tương đồng. Ví dụ như là hai anh chị cũng là cùng quê miền Tây, chị con thì là gốc Đông An. Hai người cũng gia đình cũng có một nét gì đó gọi là truyền thống. Cho nên là đến với chương trình, con thì rất là tin tưởng vào sự quyết định của chị hai. Nếu mà hai người có bấm nút trao cho nhau cơ hội thì con chúc cho hai anh chị tìm hiểu nhau thật là kỹ và đưa ra được quyết định đúng đắn. Dạ, con xin cảm ơn. Con là chị Tư đúng không? Còn có chị Năm nữa không? Dạ có. Có Út nữa hả? Có chị Năm nữa hả? Dạ có. Út nay nhiêu tuổi? Dạ Út năm nay là 18 tuổi rồi. Trời ơi. Vậy là bố nhà của bốn chị em gái. Tứ đại mỹ nhân. Từ từ từ, chị hai tới chị ba rồi chị Tư rồi tới chị Năm lên đây hết nha. Dạ. Để chú với chị Ngọc Lan lo, được không? Dạ. Rồi, được rồi. Rồi, mở rào. Mở rào thôi.
mình con gái mà mình phải ngồi im. Rồi, bắt đầu đi. Tôi thấy có hai bó hoa rất là đặc biệt nha. Dạ. Đó. Dạ, đứng đây. Dạ, cảm ơn anh. Em trai đứng đó, đứng đó, đứng đó. Đứng đây, mình hãy lý giải. Tại sao mình lại tặng hai bó hoa? À, lần thứ hai đây là em đến với chương trình. Lần đầu tiên bó hoa, lần đầu tiên là ngày 23 tháng 2 vừa rồi. Thì em vừa mới tới cổng thì em test lên hai vạch Covid. Nên em phải quay về, ôm bó hoa quay về. Hôm nay nó khô rồi, em mua thêm bó nữa tặng ngày hôm nay. Tức là quý vị có thể thấy cái bó hoa này, cái bó hoa này nó khô hẳn luôn. Tức là bạn này rất là quyết tâm khi mà đến đây và quyết liệt để đem cô dâu về. Đó, dễ thương quá. Dạ, cảm ơn anh. Đến tham gia chương trình thì em cũng có chuẩn bị cho anh một món quà. Em cũng ráng trồng cái cây này mặc dù em có tay trồng cây. Đây, để chị hỗ trợ. Đó là cái duyên đó các bạn. Thật ra nếu như lần trước bạn trai tới thì nó đã khác rồi, đúng không? 23 tháng 2. Rồi, cảm ơn. Bạn có chuẩn bị cho anh một tờ thư. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn anh. Cảm ơn em. Đọc lá thư đi. Dạ, em xin đọc bài thơ là Vạn hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Dạng người ta gặp, không người nào là ngẫu nhiên. Hay quá. Rồi, các bạn về chỗ đi. À, anh có câu hỏi gì cho em không? Em có cảm nhận gì về anh khi mới gặp lần đầu? Dạ, đầu tiên nếu mà chưa kéo rèm á thì em nghe anh chia sẻ thì rất là thích, bởi vì cái giọng của anh rất là hay. Sau khi em gặp anh á, em nhận được bó hoa của anh và biết được lý do vì sao mà em có hai bó hoa trong chương trình ngày hôm nay thì em thấy là rất quý trọng buổi gặp ngày hôm nay ạ. Tại vì anh giữ bó hoa đó là coi như là cái sự cố gắng và coi thử cái duyên của mình tới đâu. Mình cũng cảm ơn chương trình ngày hôm nay đã tạo điều kiện cho em lần thứ hai để ghi hình. Thì ngày hôm nay đó tới thì gặp được em. Dạ. Thì em có lời sau cùng muốn nói với bạn gái là khi chưa mà... nói lời sau cùng đâu. Ừ, đúng rồi. Cứ nói lời kế tiếp đi. Sau cùng của cái chương trình này là sau những mối tình em thì hay bị lụy tình. Sau những lần chia tay là những lần khủng hoảng, những cơn ác mộng. Thì sau cái chia tay đó là làm cho em tỉnh mộng để em sống và làm việc. Và hai ngày hôm nay thì gặp được em thì anh mong đây là sự thật chứ không phải là ác mộng hay là tỉnh mộng. Ngày hôm nay là sự thật, là cái duyên của anh với em gặp em. Dạ. Yeah. Bây giờ mình tính hẹn hò đi. Thời gian của em thì như thế nào? Thời gian em làm việc giống như công sở vậy á. Thì thường khoảng 5 giờ là em có thể kết thúc ra khỏi trường học. Nhưng trừ những buổi họp thường là đầu tuần hoặc cuối tuần thôi. Còn lại thì thứ bảy chủ nhật em có đi học. Em đang đi học cao học. Nên là nếu như rảnh thì chúng ta có thể hẹn hò nhau vào cuối tuần, buổi tối thứ bảy chủ nhật. Hoặc là nếu như trong tuần chúng ta có chuyện gì đó muốn nói trao đổi với nhau thì có thể call cho nhau hoặc là hẹn ra một nơi nào đó nó gần một chút xíu. Thứ bảy chủ nhật thì em có đi học thêm, nếu như có lý do thì anh sẽ qua chở em, chừa thời gian một ngày hay ngày gì đó, cũng một tuần hai tuần gì đó chở em đi học. Mình tính xem khoảng bao lâu thì mình có thể đến với nhau được, kết hôn với nhau được. Khi mà anh vừa ra trường thì anh đi làm cho công ty Hoàng Anh Gia Lai bên Campuchia. Thì anh cũng không có quen mối tình nào. Anh về đây học thêm và là đang làm việc một cái ngành mới. Cũng chưa sẵn sàng về chuyện kết hôn. Nhưng mà để cho nó đầy đủ hơn thì lúc đó sẽ tiến xa hơn. Còn hiện tại là mình vẫn tìm hiểu đến nhau. Vì khi anh quyết định kết hôn là anh có thể làm cho em mua một món đồ đó không phải suy nghĩ. Dạ, rồi. Thì anh mới kết hôn. Dạ, cảm ơn anh. Còn theo ước tính của em á, thì hồi nhỏ thôi và sau này em lớn lên thì em cũng suy nghĩ là tầm khoảng 25 tuổi thì em sẽ quen một ai đó. Từ lúc đó là mình đã ổn định về công việc cũng như là việc học tập của mình rồi. Và khoảng mình quen nhau và tìm hiểu kỹ á, và cảm thấy là hợp thì khoảng 2-3 năm. Hoặc là thậm chí là tìm một thời điểm mà thích hợp thì mình có thể kết hôn được. Không nhất thiết là kết hôn sớm hoặc là kết hôn trễ, thời điểm phù hợp thôi. Rồi, bây giờ Quý tiến tới nắm tay bạn gái Ánh Tuyết ha. Em xin lỗi là cho em xin cái khăn giấy. Tại vì em bị phong thấp nên là tay ra mồ hôi. Có ngay. Tà áo của chị Lan nè, đó. Lẹ lên, lẹ lên. Không có thời gian đâu. Nắm tay rồi, không có thời gian đâu. Đó là những giọt mồ hôi của tình yêu mà. Rồi, rồi hết. Tiến tới luôn. Những giọt mồ hôi của tình yêu ăn thua gì đâu. Nắm hai tay Quý.
đó, nhìn thẳng vào mặt bạn gái rồi mình nói lên cảm nhận từ nãy giờ mình nói chuyện, mình thấy cô gái đối diện như thế nào. Dạ, cảm thấy cái giọng nói của bạn gái thì học ngành sư phạm giáo viên thì giao tiếp giữa đám đông rồi cảm thấy giọng của bạn gái ấm áp, và ngày hôm nay thì gặp được bạn gái cũng thích hợp với em về cả tính cách, về cả cách sống. Rồi em gái, tới em gái nói đi. Em thì rất là thích tính cách của anh Quý. Nếu như có cơ hội thì em cũng mong muốn là về quê anh chơi hoặc là tiến tới một mối quan hệ tốt hơn, ví dụ như là kết hôn. Rồi, bây giờ chúng ta trở về với ghế ngồi và đưa ra quyết định của mình. Quyết định bấm hay không bấm là của các bạn. Bấm là phải chân thành, bấm là phải thật lòng mình, bấm là phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Em không bấm hả? Em bấm. Các bạn là tôi hết hồn luôn á. Em bấm nhẹ quá hả? Dạ đúng rồi, hơi ứng ứng nhẹ nhẹ đó. Làm chúng tôi hồi hộp. Trời ơi, thật sự luôn. Thật ra các bạn rất là hợp với nhau á. Chính thức ta đã hẹn hò với nhau rồi, nắm tay đi. Bây giờ là Quý, gia đình của anh Tuyết đang xem chương trình. Anh xin phép hai bác, xin phép gia đình cho tụi con hẹn hò với nhau. Dạ, không biết nói gì hơn, chỉ gửi đến gia đình của Tuyết một lời nói chân thành nhất. Khi đến tham gia chương trình này, con cũng không ngại trắc trở đến đây lần thứ hai, và rất là nghiêm túc và rất muốn tìm hiểu Tuyết, con của hai bác. Dạ. Và cũng muốn gửi tới người thân của con là nội ơi, con sẽ dắt Tuyết về một ngày gần nhất. Thật là cảm động. Cháu dâu tương lai gửi lời chào nội Tuyết đi. Dạ, con chào bà nội. Hẹn một ngày nào đó là anh Quý dẫn con về chơi với nội ạ. Trời ơi, thôi nội vui rồi, hy vọng hai đứa sớm về để gặp nội nha. Dạ. Đây là những món quà chúng tôi dành cho các bạn. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc. Bây giờ thì chúng ta hãy đến tới cặp đôi thứ hai để xem câu chuyện của họ như thế nào và họ có bấm nút với nhau hay không nha. Xin mời. Trời ơi, bắt rễ có gì đâu, khổ trời. Tức ghê á. Bà thương con quá, sợ bắt rễ khổ quá. Rồi không chịu là thôi luôn đúng không? Dạ. Vậy là trách nhiệm nặng lắm đó. Dạ. Dâu trưởng lại càng trách nhiệm nặng hơn. Nên đó, nhiều khi phải cái cần những người biết anh nói này kia, cư xử cho đúng mực. Gia đình em thì rất là dễ. Mỗi lần đám giỗ nấu mấy mâm? Đa số đặt luôn. À đó rồi, ngon lành, khỏe. Nãy giờ tôi sợ cái vụ đó ghê luôn á. Trai, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em tên Đỗ Quang Hải, sinh năm 1983. Nghề nghiệp hiện tại của em là đang mở gara ô tô tại nhà. Nhà em ở Biên Hòa, Đồng Nai. À, ở tại biên thành phố Biên Hòa luôn hả? Dạ. Rồi, mời nhà gái. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Hồng Tươi, sinh năm 83. Em thì chuyên buôn bán nhưng mà bây giờ thì đang là tự do. Tự do là... À, trước dịch đó thì em làm ở trên này, nhưng mà từ hồi dịch tới giờ thì tạm ẩn về quê. Dạ, tức là giờ mình đang nghỉ ngơi đó hả? Dạ, đang nghỉ ngơi. Em bán gì vậy? Dạ, trước đây thì em làm cà phê Visa. Rồi giờ về quê mình về đâu? Dạ, em về Cần Thơ anh. Trời đất, xa vậy. Em có ý định là lên lại thành phố Hồ Chí Minh làm việc không? Dạ có, em đợi dịch nó ổn ổn xong đã rồi. Nói chung là ba má em cũng ổn ổn xíu rồi em đi. Thật ra dịch thì ổn rồi đó. Ừ, dịch ổn rồi đó. Dạ. Em về Biên Hòa mở pizza cà phê được không? Dạ, dạ tùy anh ơi. Tại vì thuê đâu cũng được mà đúng không? Dạ đúng rồi. Đường tình duyên của Hải sao nè? Dạ em đã trải qua 2 mối tình. Thì mối gần đây là hết năm, quen 5 năm. Bên kia thì con gái một á, nên muốn bắt rẻ, nhưng mà bên nhà, bên đằng bố em này người Bắc thì không có chịu, sợ mình khổ này kia, không chịu. Trời bắt rễ có gì đâu, khổ trời. Tức ghê á. Bà thương con quá, sợ bắt rễ khổ quá. Rồi không chịu là thôi luôn đúng không?
Mối tình trước dài không Hải? Tình trước là học sinh à. Em có điểm mạnh điểm yếu gì? Em điểm mạnh thì nói chung là chăm chỉ trong công việc, biết nấu ăn, không hút thuốc, không có nhậu nhẹt gì hết. Còn điểm yếu thì nhiều khi mình làm hết cũng không mình không có tự nhận xét cái điểm yếu của mình được. Rồi, mời nhà gái. Nhà gái hãy chia sẻ về điểm mạnh điểm yếu của mình nè. Điểm mạnh của em thì chắc có lẽ là cũng rất là thích công việc. Đôi khi là cái công việc mình mê công việc nhiều quá, nhưng đó cũng là một điểm yếu của mình đó. Làm cho mình không có thời gian để làm một cái gì đó. Không có làm gì được cho bản thân mình, thậm chí là cho gia đình của mình cũng không có luôn. Đường tình duyên của mình sao? Chắc có lẽ là cũng hơi lận đận. Nói để chính thức thì chắc khoảng là 3 thôi. Trời, còn không chính thức là bao nhiêu? Trời ơi, chị biết làm sao không? Tại vì con gái mà tới này mà kêu là không có người để ý thì chắc có lẽ là rồi. Cho nên là để mà xác định được mối tình gọi là chính thức á, thì nó cũng phải như thế nào mình có gọi là chính thức. Trời đất ơi, vậy tìm hiểu dữ lắm nghe. Bên này thú vị lắm. Em ơi, em gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào, có thể diễn tả chi tiết coi thấy giống bên đây không? Em thì cũng đơn giản anh Linh à. Em muốn người bạn nam của em thì cũng nói là, nói chung là cũng chăm chỉ trong công việc, nói chung là biết việc. Đây là quá chăm chỉ rồi đó. Dạ, như bạn nam bên đó nói thì cũng biết nấu ăn một xíu. Em cũng thích. Rồi gì nữa? Vui vẻ là được rồi anh. Biết trên biết dưới là được. Giờ mình có nhu cầu quen bạn trai cao nhiêu không? Cái ngoại hình thì không có cần thiết đâu chị. Tại vì bề trên cho anh sao nhận vậy rồi. Trời ơi, quá trời dễ dàng rồi. Bây giờ mình quen bạn gái á, mình có nhu cầu về bạn gái như thế nào? Dạ thì nói chung là biết ăn nói chung là lễ phép với tại vì bên đây bên nhà em là gốc Bắc. Dạ. Nên ba rất kỹ về mấy cái ăn nói đó, tại vì em lại là cháu tôn á, là con trưởng ở trong tộc á. Vậy là trách nhiệm nặng lắm đó. Dạ. Dâu trưởng lại càng trách nhiệm nặng hơn. Nên nhiều khi phải cần những người biết ăn nói này kia, cư xử cho đúng mực. Công việc thì không có quan trọng, làm sao cho bố mẹ em hài lòng vui vẻ được. Vậy giờ có phụ huynh đây không? Dạ hôm nay nhà đang làm giỗ nên rất là quan trọng. Giỗ của bà nội á, nên nhà không có đi kịp. Thôi nay nếu cố gắng bấm nút kia mình về ăn đám giỗ luôn ha. Ừ, xong dẫn bạn gái về ăn đám giỗ luôn, được không? Dạ đó, tôi được mời anh chị về. Rồi, khỏe. Dạ rồi, mình đi với ai? Em đi với chị gái. Dạ em xin chào mọi người ở trường quay. Mình là chị em kết nghĩa với em Hồng Tư 15 năm. Thì 15 năm thì mọi người biết là tôi sống rất là tình cảm, sống có trách nhiệm với gia đình, rất là ok. Chị thấy em trai bên này cũng là ok về kinh doanh, cũng hai em cũng hợp, thì mong hai em cho nhau cơ hội. Dạ. Rồi, để xem mặt nhà gái đó coi. Nền nã xuất hiện với một cái trang phục như thế này là thấy thích rồi. Cần Thơ gạo trắng nước trong mà ha. Dạ. Rất là nền nã đúng rồi. Mình đã trao đổi hết rồi, hai bên nghe cảm nhận về nhau hết rồi. Điều quan trọng mình mở rào ra hai người trò chuyện với nhau thôi nha. Rồi, mở rào. Bắt đầu đi Hải. Đến với chương trình gấp quá nên cũng không có chuẩn bị gì nên tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng không có gì, không biết anh thích gì và như thế nào. Ôi chết, anh ơi rớt rồi. Không biết anh như thế nào và thích gì cho nên là hy vọng là anh thích. Cảm ơn. Vậy nãy giờ nói chuyện ở bên đó thì em nghĩ sao về cho anh một cơ hội để mình có thể gặp nói chuyện? Nếu có thể thì mình nên cho nhau một cơ hội. Ở ngoài đời thì nó sẽ thực tế hơn, em nghĩ là vậy. Có khi nào mà em có hay lên thành phố chơi không? Em trước đây á, là em đã ở trên này thời gian khá dài. Em mới về dưới quê được khoảng 6-7 tháng này thôi. Vậy có gì chúc nếu mà có gì thì về nhà năm giỗ cùng với gia đình. À dạ, nếu có thể ạ. Rồi, bây giờ nè, cái điều kiện hẹn hò các bạn thế nào các bạn tự trao đổi đi. Bây giờ một người ở Cần Thơ, một người ở Biên Hòa đó. Chắc để tí nữa có gì ra ngoài nói riêng. Không, giờ bàn luôn đi. Gấp lắm, gấp bóng nút đang về đám giỗ. Đây là một cô gái là làm ăn nè, rồi nói chung là tự lập. Anh lấy vợ á, là cái người vợ của anh là có vẫn còn được duy trì công việc riêng hay không,
hay là chỉ có ở nhà làm dâu thôi? Dạ, cái đó là vẫn giữ công việc riêng như đâu của anh chồng thôi ạ. À, làm dâu ở nhà anh có khó không? Không, tại vì gia đình em thì rất là dễ. Mỗi lần đám giỗ nấu mấy mâm? Đa số đặt luôn. À đó rồi, ngon lành, khỏe. Nãy giờ tôi sợ cái vụ đó ghê luôn á. Sợ về làm dâu nấu đám giỗ nấu một cái là ê hề là không không. Nói chung là cô dâu là không có thấy mặt mũi luôn á. Trời ơi, mình mà về đám giỗ dưới quê nọ mà rửa chén không có mệt nữa. Đừng nói chi làm gì. Hai bên hỏi nhau coi khoảng bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân được chứ. Không, cái này là phải... Là... Người ta muốn bàn riêng. Trao đổi riêng mới được. Thôi vậy hai đứa bấm nút coi có bấm nút không, bàn riêng đi ha. Nói chung là giờ chỉ muốn bấm nút thôi đúng không? Dạ. Theo em thì bao lâu em có thể tiến tới hôn nhân được? Quan trọng là mình hợp nhau rồi mình nói chuyện như thế nào thôi. Coi mình có đến được hay không thôi. Em có muốn làm dâu Biên Hòa không? Nói chung làm dâu á, nếu như mà cả hai bên đều hợp nhau rồi thì ở đâu cũng không không quan trọng anh à. Em có muốn lấy vợ liền không? Dạ rất muốn. Bây giờ em thấy cô ngồi phía trước á như thế nào? Thì cũng như cái mong muốn mình tìm á. Bây giờ Hải tới, hãy nắm hai tay của tôi ha. Dạ, dạ. Con nó còn nó nhìn thẳng vô mặt coi. Em hỏi anh nè, nếu mà gia đình anh có khó quá như vậy, anh có vượt qua được rào cản đó? Anh Thu là bên em thôi, chứ còn gia đình thì tất nhiên vẫn tôn trọng ý kiến của anh. Tôi hát một đoạn nào đó cho Hải nghe. Em hát dở lắm, đợi nghe anh nghe đỡ. Kệ nó, hát đi. Dám đụng gái còn thơ hát hay lắm đó, giỡn hoài. Hát bài chiếc nếu áo. Nếu sau này người anh yêu bội bạc, anh đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, em vẫn chờ anh giấu muộn màng. Biết anh yêu người đó đó rất nhiều, em hỏi lòng em có bao nhiêu. Trái tim anh giờ đã quen nuông chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Thấy chưa? Thấy chưa? À, những điều nói thì mình đã nói. Bây giờ thì chúng ta chỉ có việc là làm theo những gì con tim mình mách bảo thôi. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau được rồi, chính thức các bạn hẹn hò với nhau. Nắm dạ đi nhịn gì nữa trời. Chúng ta đang nắm dỗ thôi. Mình đã chính thức hẹn hò với nhau, giờ mình gặp riêng được rồi đó. Chúc cho hai em sẽ sớm tìm được tiếng nói chung và sớm sẽ yêu nhau thiệt là nhiều luôn. Đây là những phần quà dành cho các bạn. Rồi giữ lấy tất cả những kỷ niệm đó. Hãy chăm sóc để những kỷ niệm đó nó thăng hoa trở thành một tình yêu đẹp các bạn nha. Hy vọng một ngày nào đó sẽ nhận được tin vui của hai bạn. Thì em quen 9 tháng. Mà em quen 9 tháng xong em mới biết người ta có gia đình có con. Thì lúc em biết xong thì em kết thúc luôn. Hai mối tình còn lại cũng giống vậy luôn chị. Còn mối tình thứ tư là hiện tại là ba của con em hiện tại. Nói như vậy thì nó hơi nhanh đúng không? Nói chung là cứ từ từ tìm hiểu. Tại vì em đã bị nhiều lần rồi nên là em cần cái thời gian tìm hiểu nhiều hơn để có sự lòng tin á. Tại vì bây giờ em không còn tin nhiều nữa. Mời bạn nữ. Chào bạn. Mời bạn ngồi. Mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Nguyễn Linh, em chào quý khán giả. Em tên là Lê Thị Thùy Trang, em năm nay 34 tuổi. Em là chủ shop nước hoa Dubai. Em đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Hi, mời nhà trai. Vâng, trước tiên thì xin chào chương trình và chào anh Nguyễn Linh cũng như chị Ngọc Lan. Thì mình tự xin giới thiệu là mình là Đào Văn Tốt. Thì năm nay 33 tuổi, quê mình ở Bình Định. Thì đến với chương trình thì mình cũng xin chào nhà gái và có cái món quà tặng anh Quyền Linh. Rồi, cảm ơn em để đây luôn. Như chị Ngọc Lan. Rồi, em để đây đi, chúc mình qua mình tặng chị Ngọc Lan ha. Em là làm công việc gì?
Vâng, thì hiện tại cái công việc của mình là hướng dẫn viên du lịch tự do. Hiện nay mở quận mấy? Hiện nay thì mình ở trong Bình Định. Bình Định luôn, ở tại Bình Định luôn hả? Dạ, dạ. Ừ, vâng. Rồi. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Trang? Dạ, điểm mạnh em chắc là em hiền, hòa đồng, biết lo gia đình. Còn nhưng mà điểm yếu em chắc là em hơi dễ tin người á. Với lại em thích sạch sẽ, em mà thấy dơ là em sẽ khó chịu lên. Nói chung phụ nữ nào cũng vậy, lúc nào cũng thích sạch sẽ hết á. Rồi còn nhà trai? Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Thì mình xin nói cái điểm yếu của mình trước là không thích hút thuốc hoặc là uống rượu. Vậy điểm mạnh đó? Đó là cái điểm yếu vâng của em. Vâng, điểm yếu với bạn bè nhưng mà điểm mạnh với phụ nữ đó. Vâng, cái còn cái người yêu nữa. Cái điểm mạnh của mình là tự tin giao tiếp. Bởi vì cái ngành của mình là hướng dẫn viên du lịch tự do đó. Cho nên có thể là mình đi giao tiếp rất là nhiều. Cái điểm mạnh của mình nữa là biết nấu ăn, biết quan tâm phụ nữ. Rồi, và cũng như là lắng nghe phụ nữ. Vâng. Rồi, mời nhà gái. Mình bao nhiêu mối tình rồi cưng? Dạ em có 4 mối tình. 4 mối tình. Cái mối tình của em, cái mối tình nào sâu nặng nhất nè? 4 mối tình đó thì cái người đầu tiên em quen 4 năm á. Trong vòng 3 năm là người ta có con 1 tuổi. Nghĩa là người ta lưu với mình á. Xong rồi còn mối tình thứ hai thì em quen 9 tháng. Mà em quen 9 tháng xong em mới biết người ta có gia đình có con. Thì lúc em biết xong thì em kết thúc luôn. Trời ơi, hai mối tình nào em cũng bị lừa dối hết. Hai mối tình còn lại cũng giống vậy luôn chị. Còn mối tình thứ tư là hiện tại là ba của con em hiện tại á. Giống như là lúc đó em mới sắp cái chuyện thứ ba xong á, em giống không còn bình tĩnh nữa. Em nghĩ là tự nhiên cuộc đời mình nó cứ lặp tới lặp lui hoài á. Thế em thành ra em chán, em muốn quen một người rồi đó để em lấy chồng luôn á. Thì em mới gặp ảnh. Lúc đầu anh nói với em là anh ly dị rồi. Cuối cùng em quen thì em mới biết là anh ly dị rồi nhưng mà vẫn qua lại với vợ cũ. Hai người cũng ăn ở với nhau rồi đó. Xong cái lúc mà em biết thì em cũng kết thúc luôn. Nhưng mà lúc đó em có baby. Ôi trời ơi, tức là em muốn mối tình thì không ra gì. Trời ơi, sao mà cuộc đời khắc nghiệt với em quá vậy? Đợi em... Nhiều khi em cũng không tin là mình bị lặp lại quá nhiều lần như vậy á. Nếu mà em cứ tự tìm thì em cứ sợ em cứ bị hoài vậy á. Nên em, nên là em cần nhờ chương trình. Dạ, đúng rồi. Em muốn tìm một người đàn ông nhưng mà phải có đạo đức đàng hoàng. Lý lịch rõ ràng. Dạ, đúng rồi, không có lừa dối em nữa. Em rồi. Quá sợ. Muốn bên là kia... không có lý lịch rõ ràng. Bà mối của phỏng vấn có lý lịch rõ ràng để tôi qua bên nhà gái thôi. Rồi, cô gái dễ thương ha. Dạ, chào bạn. Bên kia người ta chỉ có một cái yêu cầu rằng là đừng lừa dối, đừng giấu giếm. Trước thì mình cũng có một cái cũng đã ly hôn rồi đấy. Mình ly hôn năm 2019 thôi. Vợ thì cũng có đi lái người khác rồi, cũng có con rồi. Rồi anh có em bé chưa? Cũng có một cháu. Rồi hiện tại cháu ở với ai? Thì hiện tại thì cháu ở với mẹ luôn, bà ngoại luôn. Dạ, là mấy tuổi rồi anh? Thì cũng được 4 tuổi. Thật ra bây giờ mình ở một chuyến đò thì mình tìm một chuyến đò khác hợp với mình đi thôi. Vậy là cả hai người đều đã đổ vỡ hôn nhân và đều có một đứa con. Bây giờ là em muốn có một người chồng lý tưởng như thế nào? Em cần một người đàn ông của gia đình á. Của gia đình? Không có dạng như lăng nhăng, với lại sạch sẽ. Sạch sẽ nữa hả? Thôi. Em thích sạch. Hỏi bên nhà trai coi. Dạ, bây giờ cái tiêu chí để tìm bạn gái của anh là gì? Tiêu chí của em thì cũng không có vấn đề đâu, chủ yếu là vui vẻ là được, chung thủy, hạnh phúc. Rồi, bây giờ rồi. Thì gặp người thân đi. Đúng rồi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với em gái em. Dạ con xin chào chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan và anh trai bên này và khán giả trên trường quay. Em tên là Như, 28 tuổi. Thì theo em nhận xét anh trai bên này thì nhìn ảnh hiền, cũng dễ thương. Nhưng mà còn sự lựa chọn là do chị của em nữa. Rồi, cảm ơn em. Rồi, nhà trai đi với ai nè? Vâng thì mình đi với bố ruột. Chào chú. Con chào chú. Chú Bình Định vô chú. Dạ, tôi là bố của Đào Văn Tốt, hiện đang ở là huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Dạ. Qua cái chương trình này thì là con nó có tìm hiểu thì nó đăng ký trong ban tổ chức, thì ban tổ chức được biết thì hôm nay tôi đến đây thì không có gì hơn xin cầu mong cho con và hai cháu tìm được mối tình mà của nó
chúc cho hai con là gặp nhiều may mắn, được cái tâm đầu ý hợp. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn chú. Tiến đến xây dựng tương lai trăm năm hạnh phúc, thì điều đó là hai gia đình bố mẹ nào cũng là điều thương hết. Cũng dạ. Xin chân thành cảm ơn. Chúc chú khỏe nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Rồi thôi mở rào cho hai bên tâm sự đi. Dạ. Mở rào. Tặng em cái đặc sản của Bình Định á. Dạ em cảm ơn anh. Còn cái đây là tặng cho chị Ngọc Lan. Dạ em cảm ơn anh. À, em cũng có quà tặng anh. À, em cũng có quà chị tặng chị Lan. Trời ơi chị Lan. Cảm ơn em. Em cũng có quà tặng cho mình. Trời đất ơi. Thôi cảm ơn em gái nha. Cảm ơn hai bạn đã có những món quà cho chúng tôi. Rồi bây giờ mình ngồi đó mình nói chuyện đi. Hai bạn cứ thoải mái nha. Có gì mình cởi mở ra hết đi. Anh gặp em rồi thì anh thấy nhờ. Thì nói chung em thì là cũng là xinh đẹp. Cảm ơn anh. Thì lúc nãy em có nói rồi đó, là em đã bị 4 lần vậy rồi. Nên là hiện tại thì em cần một người là thật, với lại là phải yêu thương em, kiểu như là không có lừa dối bất cứ chuyện gì nữa hết. Không được lăng nhăng, tại vì em rất sợ điều đó rồi. Anh nghĩ em có làm được không? Cũng được, anh thì có tật là nói chung là sợ vợ lắm. Lắng nghe vợ lắm. Ừ. Vợ mình thì mình sợ đâu sao đâu. Vâng. Khoảng bao lâu thì mình có thể kết hôn được? Rồi kết hôn tương lai rồi mình dự định là thì, mình ở đâu? Thì ở nói chung là mình ở thành phố Hồ Chí Minh cũng bàn rồi, ba anh cũng bàn rồi, cho nên là hiện tại bây giờ là anh cũng nói chung là cũng rảnh. Cái mục đích của anh là đến chương trình này thì cũng cảm ơn cái chương trình rồi, để gặp em bàn cái ngày để là mình tổ chức luôn. Nói thì nhà trai tổ chức, nhà trai nhà gái tổ chức nhà gái. Nói như vậy thì nó hơi nhanh đúng không? Nói chung là cứ từ từ tìm hiểu. Tại vì em đã bị nhiều lần rồi nên là em cần cái thời gian tìm hiểu nhiều hơn để có sự lòng tin đó. Tại vì bây giờ em không còn tin nhiều nữa. Nói chứ trong cuộc sống á, cần phải có niềm tin em. Không có niềm tin sống không được đâu. Cái nào tin ít tin nhiều, cái nào không tin thôi. Chứ không phải là ai cũng làm cho mình mất lòng tin hết. Thí dụ như bây giờ hai người tiến xa hơn đi, thì mình ở đâu nè? Ở Bình Định hay là ở thành phố Hồ Chí Minh nè? Em có tính với ba chưa? Cưới vợ là ở đâu? À, ở đâu cũng được. Vợ ở đâu thì em ở đấy. Ở nhà trai cũng được, mà ở nhà gái cũng được. Cũng được đúng không? Vâng. Vợ ở đây thì ở đây luôn đúng không? Càng tốt. Càng tốt luôn. Dạ. Đó. Em có đồng ý không? À, dạ, tại vì em không hề quyết định đi đâu á. Tại vì em ở trong đây với gia đình, với mẹ em á. Ừ, quen dạ. Rồi, công việc em cũng trong đây, shop em cũng trong đây á. Hiện nay em ở với ai? Em ở với mẹ với lại em trai. À, vậy là nếu mà bắt rể về được không? Cũng được ạ. Cũng được đó. Thí dụ như có điều kiện như vậy, ở đây em vừa làm du lịch vừa bán nước hoa luôn đó. Cái kênh mà du lịch là sale ngon lành luôn á, dọn hoài. Một cái lượt khách đi nước ngoài hay đi đâu thí dụ như thế, một cái đoàn mấy trăm người bán mấy trăm chai, tôi nói đúng bán rồi. Mấy năm là giàu luôn á. Rồi thôi bây giờ hai bạn tiến lại gần nhau và nắm tay nhau giao lưu cảm xúc một chút xíu, để xem làm cái người đó nó có thực sự là chạm đến trái tim của mình hay chưa. Vâng, thì anh xin nắm tay em. Thì lúc nãy em có nói là cái niềm tin á, thì là anh thì cái quan điểm của anh là nói chung là chung thủy bình, chung thủy hết hạnh phúc. Cảm ơn cái chương trình đó, thì giới thiệu cho em là một người là biết trang điểm đấy, về mọi mặt đấy thì anh rất là thích. Đến đây thì anh mục đích của anh là kiếm vợ đấy, thì vâng. Dạ anh đi. Mà mấy anh chị cũng anh thì cũng hối, nếu được là bên nhà gái là báo ngay thì anh bên anh là xuống liền tổ chức nhà gái báo cái nhà trai xuống liền. Ừ. Rồi giờ nhà gái thấy sao? À, thì như em đã nói rồi á, em cần thêm thời gian, em cần thêm cái niềm tin á. Nếu anh tạo được cho em niềm tin thì mình sẽ tính tới chuyện đó sau. Thôi giờ bạn Nam hát bài cho nó giải tỏa căng thẳng đi. Hát bài niềm tin chiến thắng. Niềm tin chiến thắng thì là nhìn anh là biết là niềm tin rồi. Đấy cho nên là gửi cho bạn gái với chương trình cái bài hát là Đà Lạt Hoàng Hôn. Đà Lạt Hoàng Hôn. Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ, màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ. Từng đôi đi trên phố vắng, biết chăng ai giữa không gian hoàn hôn thua màn đêm. Đứng trên chiến dốc nhìn xuống đồi thông, hàng cây thắm màu đèn lên phố phường,
Giờ đây hơi sương giá bua, biết ai thường bước cô liêu, một người đi trong sương rơi. Vâng, hát chỉ nhiêu đó thôi. Hai, cậu dễ đi nào. Và bây giờ hai bạn hãy lắng lòng mình lại. Niềm tin xuất phát từ trái tim của mình có hay không, bấm hay không là do các bạn. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Bấm, cả hai cùng bấm. Hãy tin vào ngày mai tốt đẹp. Hãy nắm tay nhau. Phải cố gắng tạo niềm tin cho nhau. Niềm tin phải xuất phát từ trái tim nha. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc ha. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho hai bạn. Giữ lấy nước ba, nước hoa. Để về mình xịt nước hoa mỗi ngày. Để mình nhớ đến người yêu ở Dubai. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Mời hai bạn. Cảm ơn hai món quà của hai em nha. Như vậy là chúng ta đã có một cặp đôi đồng ý hẹn hò. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai.